Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó chính là hành trình bài bản, phát triển bền vững. Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ nói đến từ phát triển. Anh Phương và anh Thọ đều đã tham gia học tập từ nhiều năm trước, và sau một khoảng thời gian học tập và áp dụng, em được biết là Viễn Bằng và Sapon đều có những sự phát triển và ngày càng bài bản hơn. Vậy thì hai anh có thể chia sẻ ngắn gọn về lộ trình học tập của mình. Ngoài khóa học giải phóng lãnh đạo này ra thì mình đã tham gia học tập và áp dụng như thế nào để có thể tạo ra những kết quả có thể truyền cảm hứng tới nhiều chủ doanh nghiệp như vậy ạ? Vâng, anh chị, em xin phép mời anh Thọ chia sẻ trước ha. Vâng, em xin mời anh ạ. Cảm ơn MC Thu Huyền. Thì em xin phép thầy cùng xin phép tất cả các anh chị, em xin được chia sẻ cái câu chuyện của em ứng dụng những chìa khóa mà được biết đến PDCA. Xuất phát điểm, cá nhân em cũng làm xây dựng doanh nghiệp đi lên từng nghề, và khi mà em mở doanh nghiệp là năm 26 tuổi thì với khát khao và đôi lúc làm việc theo cả bản năng xây dựng đội nhóm. Tuy nhiên thì trong quá trình mà em biết đến PDCA thì lúc đó quy mô nhân sự của bên em tổng nhân sự là 220 người. Thì lúc đó em thấy bắt đầu cảm giác, một đó là chính vấy, thứ hai nó rất nhiều việc. Và cụm từ mà em tâm đắc nhất trong quá trình giải phóng lãnh đạo đó là đôi lúc thì điều hành như kiểu bị hành. Và lúc đó bắt đầu em chăn trở làm thế nào để mình có thể bớt việc, làm thế nào để mình có thể tăng năng suất lao động, làm thế nào để mình xây dựng nó tinh gọn nhưng phải hiệu quả. Và từ đó em rất may là được một người bạn và một người anh có đưa cho em một chìa khóa. Thì lúc đó cứ công việc cứ sao lãng, nhưng đúng một buổi tối thì em nhận được cái chìa khóa đó bằng một cái tin nhắn rằng là học lãnh đạo đi. Thì em lại quay lại cái chìa khóa đấy và em lên mạng em search. Thì bắt đầu em search về PDCA rất là nhiều và bắt đầu em tìm hiểu. Thì cái khóa học 3 năm trước, 2019 cũng tầm này, em cũng đi học lớp giải phóng lãnh đạo đầu tiên. Em vẫn nhớ là ở trên Hoàn Kiếm. Và lúc đó cá nhân em đi không phải đi một mình, lúc đó đi 7 người chủ chốt. Và em về em học 3 ngày thì cũng có nhiều cái thay đổi. Thì cái chìa khóa đầu tiên mà em gấp lúc đấy thì nó làm như kiểu cho em có động lực rất là nhiều. Giải phóng lãnh đạo, thì lúc đó em tư duy không phải giải phóng lãnh đạo. Nếu mà giải phóng lãnh đạo thì mình đi chơi. Thì lúc đó em tư duy rất là đơn giản. Giải phóng lãnh đạo với cá nhân em đó là giải phóng về tư tưởng, giải phóng về tư duy, giải phóng về góc nhìn, phương pháp quản trị công việc. Vậy đấy là một chìa khóa đầu tiên ứng dụng để em không kẹt vào những cái thứ em có. Em cần thay đổi từ chính em đầu tiên và trả lời được cái câu hỏi nguyên nhân gốc rễ chính là tôi. Và em cũng có một người thầy luôn luôn nhắc em rằng tất cả công ty thành hay bại là do em chứ không phải do ai. Em hãy trả lời nguyên nhân gốc rễ chính là mình. Và từ đó em bắt đầu thay đổi. Đấy là chìa khóa số 1 xin được chia sẻ. Và nếu anh chị thấy em chia sẻ có cảm hứng cho em một tràng vỗ tay. Em xin cảm ơn ạ. Chìa khóa số 2, trong giải phóng lãnh đạo thì có 14 chìa khóa. Chắc anh chị hôm nay đều học 14 chìa khóa. Em học 3 năm nhưng em vẫn nhớ là có 14 chìa khóa. Và tại sao em vẫn nhớ 14 chìa khóa? Bởi vì khi mà em ứng dụng thì em luôn luôn nhớ rằng là cái quyển sách này, chủ đề này có bao nhiêu chìa khóa, mình sẽ ứng dụng cái chìa khóa gì. Thì thời đại có hạn thì em chia sẻ 3 chìa khóa mà em tâm đắc nhất, và nó trở thành một gọi là liên tục hàng ngày trong ý thức của em. Đầu tiên, chìa khóa số 1 mà với cá nhân em thì em thấy xây dựng hệ thống ạ, vô cùng quan trọng. Muốn tăng năng suất thì phải xây dựng hệ thống. Mà xây dựng hệ thống thì bốn ô gọi là bốn chân bàn ấy thì vô cùng quan trọng. Và cái việc xây dựng hệ thống đấy em rất may mắn, đó là em đã được, trước đấy em cũng đã được một số các anh tư vấn và em đã chọn cái chìa khóa xây dựng văn hóa ngay từ thời đầu thành lập, chứ không phải là thành lập doanh nghiệp xong mới thành lập, mới có cái việc đấy. Và đấy là một cái mà thầy có đưa ra là hệ thống con người, xây dựng văn hóa và hệ thống chiến lược. Thì cái điều đó là điều em tâm đắc nhất và em sáng tạo hơn xong qua quá trình sáng tạo đó, bằng cách là đi học tiếp mà em mới hiểu ra
đó là nếu mà mình chỉ xây này thì rất dễ bị truyền cảm hứng. Bao nhiêu số anh chị trong căn phòng này mình đang là vị trí chức danh chủ tịch không ạ? Xin được giơ tay ạ. Bao nhiêu số anh chị mình đang là vị trí chủ tịch kiêm CEO điều hành, giơ tay ạ. Bao nhiêu số anh chị chức danh độc lập là một CEO độc lập ạ, điều hành, giơ tay ạ. Vâng ạ. Điều này vô cùng quan trọng, em cũng bị vấp. Lúc đó em điều hành doanh nghiệp, vừa kiêm chủ tịch, vừa kiêm CEO. Nếu là chủ tịch thì phải lãnh đạo, truyền cảm hứng. Nếu CEO thì phải đọc các chỉ số, con số, phải điều hành trên các quy định, quy trình, quy chế. Và em đi học lãnh đạo xong thì em bảo nếu học xong chắc chắn mình vẫn không thay đổi được. Em tự trả lời cho em bởi vì em rất thực tế ở đoạn đấy. Và ở đây em cũng không giới thiệu gọi là khóa học cái gì cả. Lúc đó em với đội ngũ bắt đầu đi học bằng phương pháp đó là tự động hóa một, và em còn học cả lớp quản lý cấp trung. Sau đó mãi mới có sách quản lý cấp 2, tự động hóa 2 ra. Thì tại sao em học như thế? Bởi vì em nhìn thấy ở lãnh đạo là chuyển cảm hứng, chứ không, nếu mà mình không chuyển hóa xuống đội ngũ chắc chắn mình cũng fail. Vì lúc đấy kiến thức là chỉ riêng mình chứ không đến tới các bạn được. Và em đã đi cùng lớp quản lý đấy, em vẫn nhớ thầy Tân dạy là 60 người thì lớp cán bộ của em là đi là 22 người gì đấy, 22 trên 60 người đi cùng học. Và em cùng học với các bạn đấy luôn. Sau đó em về em giao việc cho các bạn đấy. Thì cái chìa khóa mà em vừa chia sẻ đó là xây dựng hệ thống, nó bậc nhất quan trọng. Và nó giúp cho em hình dung là ưu tiên công việc. Và bài học rút ra ở chỗ đấy đấy. Đối với em bây giờ, sau khi mà thực tế thì em rút ra ba chìa khóa đấy: việc mình cần, việc mình muốn và việc mình truyền cảm hứng. Cái cần phải để mình tồn tại trước, cái muốn có thể mình rất muốn nhưng mình có thể hoàn thiện, mình có thể điều chỉnh. Cái truyền cảm hứng đó là cá nhân, doanh nghiệp hoặc tổ chức hay sản phẩm đấy đã làm được chưa để mình có niềm tin. Đấy là chìa khóa số 1 trong giải phóng lãnh đạo, em xin được chia sẻ với anh chị ạ. Chìa khóa số 2 mà việc này em thấy tâm đắc vô cùng, nó giúp cho em tự tin đọc các chỉ số và đọc các chỉ số năng suất lao động của chính mình, đọc các chỉ số năng suất của lao động của đội nhóm. Đó là 5 cấp độ quản lý. Và 5 cấp độ quản lý đấy, nếu anh chị mai sau này ứng dụng về yêu cầu ai đó lập thành một bản kế hoạch ấy, đọc 5 cái việc đấy từ cấp độ cao đến cấp độ thấp. Với cá nhân em thì quản lý bản thân thì chắc chắn ai cũng cần. Và em ngoài ý thức ra thì em cũng cần có những người anh, người thầy, người bạn đồng nghiệp nhắc mình. Thì cái việc biến đổi các thói quen tốt trở thành thói quen xấu là bậc nhất quan trọng. Trong đó em xin lỗi ạ, biến đổi những thói quen xấu trở thành thói quen tốt rất là quan trọng. Trong đó có một thói quen mà em nghĩ rằng các CEO ai cũng gặp phải, đó là đôi lúc nóng tính, đôi lúc mất bình tĩnh. Thì giải pháp là gì? Thì cái việc đó cần đi tìm cái gọi là lời giải bằng rất nhiều hình thức. Và em đang luyện cái việc đấy từng bước. Thì đấy là chìa khóa số 2 mà em thấy rằng là 5 cấp độ quản lý thì linh luôn trong cái gọi là chìa khóa xây dựng lộ trình công danh ạ. Vì sao ạ? Khi mà em thuyết phục các bạn quản lý của bên em hiểu rằng bạn quản lý tránh tình trạng là bạn quản lý nhưng bạn nghĩ là mình sẽ làm tốt, mình làm rất giỏi. Nhưng thực ra khi làm một tổ chức thì đa phần năng lực của mình là tốt nhưng chưa đủ, cần có đội nhóm, cần có rất nhiều người khác đồng hành. Thì em link luôn trong cái sơ đồ tổ chức công danh ấy, đó là bạn cần, ví dụ bạn lên chức trưởng nhóm thì trưởng nhóm nó có 4 cấp độ luôn, mà em ứng dụng từ 5 cấp độ quản lý, đó là học việc, hoàn thành công việc, xuất sắc và nhân bản, thì đều có các chỉ số. Thì đấy là cái chìa khóa mà em ứng dụng để trở thành kép cho doanh nghiệp của bên em, đơn giản đến tận cùng để cho mọi người có thể ứng dụng. Đấy là điều mà chìa khóa số 2 em được xin chia sẻ với các anh chị. Chìa khóa số 3 mà em thấy thực tế doanh nghiệp nào ứng dụng thôi ạ, tuy nhiên thì em hay làm được một chút,
đó là chìa khóa đào tạo. Đa phần mọi người sẽ cố gắng đào tạo thật nhiều, nhưng quan điểm của em đó là sinh ít con thì nuôi dạy cho tốt, đấy là trong chiến lược. Và từ khi đi học nhiều ấy, và đi làm nhiều thì em rút ra như sau. Trước khi đi học thì mình có rất nhiều mục tiêu, kế hoạch. Còn sau khi đi học rồi thì mình cho vào kế hoạch ít nhất có thể và làm tập trung và xuất sắc nhất có thể. Và từ đó cái chìa khóa em rút ra đó là để mọi người nhanh tốt nhất thì đó là cách đào tạo trên lỗi. Đào tạo trên lỗi vô cùng quan trọng. Nếu có lỗi là đào tạo ngay. Đấy là cái cách để cho mọi người vẫn giữ được niềm tin, giữ được cái góp ý của cấp trên hoặc đồng hành của những chuyên gia hoặc ai đó. Thì đấy là cái chìa khóa số 3. Đào tạo thì nó là một chương trình tổng thể. Tuy nhiên thì đào tạo trên lỗi là một chương trình mà cần đưa vào việc cần để mình truyền cảm hứng cho chính mình và chính đồng đội. Thì ba cái chìa khóa đấy. Sau quá trình học giải phóng lãnh đạo có 14 chìa khóa thì đối với em rất đúng và rất ngấm. Thực sự là khi mà thầy Hoàng Đình Trọng nói thì em thấy rằng là rất là ngấm. Thì em tiếp tục lại học. Và cá nhân em thì ở đây em học xong, sau đó em rất là tập trung để em giải quyết công việc. Và sau quá trình học tất cả các khóa của PDC thì thông điệp của em đưa ra rất đơn giản với mọi người, đó là gì? Tái cấu trúc doanh nghiệp. Trong quá trình mà em tái cấu trúc doanh nghiệp thì quyết định đầu tiên đó là làm thế nào để từ 220 xuống 150 định biên lại nhân sự mà năng suất lao động không được thay đổi. Thì lúc đó là một quyết định rất khó. Tuy nhiên thì dựa trên cái sự tham vấn cộng với quá trình giao lưu học hỏi các anh chị trong cộng đồng PDC và những anh chị doanh nghiệp đã rất thành công trong cộng đồng PDC, em có tham vấn thì em thấy rằng là nó cũng có bí quyết. Và bậc nhất quan trọng đó là mình chuyển hóa những cái nguồn lực đấy nó phù hợp theo từng vùng. Bài học cuối cùng mà cá nhân em đưa ra, rất nhiều người cứ hỏi Thọ ơi thế đi học này thì áp dụng tất, thì em trả lời là không, áp dụng một thứ thôi, không cần nhiều. Thầy dạy 14 cái, áp dụng một thứ duy nhất của thầy mà thành công cũng là tốt. Và không nên bị áp dụng nhiều, nếu không ấy, một, mình xem nguồn lực của mình có đủ cái việc áp dụng đấy hay không. Cái đấy là rất nhiều anh chị có rất nhiều ý tưởng, cá nhân em cũng vậy, và em thấy nguồn lực không đủ thì không nên áp dụng, chỉ cần áp dụng một thứ xuất sắc nhất. Thứ hai, mình làm doanh nghiệp, mình chắc chắn mình không phải làm một năm, mình làm theo cách gọi là từng bước hiệu quả, bền vững, thật chắc. Bởi vì chỉ số bậc nhất quan trọng đó là doanh nghiệp phát triển nhưng phải phát triển bền vững. Thì em xin được chia sẻ một số chìa khóa, rất mong muốn đây là những chia sẻ của cá nhân em, rất mong muốn cá nhân em cũng được học hỏi, được giao lưu với tất cả các anh chị trong cộng đồng học viên của PDC. Em nhân dịp 8 năm sinh nhật PDC, em xin được kính chúc thầy Hoàng Đình Trọng sức khỏe, chúc thầy mang nhiều giá trị cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, chúc cho các anh chị hôm nay ở đây nhiều sức khỏe, nhiều nhiệt huyết và luôn luôn chiến đấu, bền gan chiến đấu ạ, bền gan chiến đấu để đạt được tầm nhìn của cá nhân của doanh nghiệp mình ạ. Em xin cảm ơn ạ.